ngồi xuống chỗ. Rồi mời cặp này lên đây. Rồi ai là chị ai là em? Dạ chắc là chị kìa. Rồi đây là chị, rồi cho chị nói trước. Chị tên là gì? Vâng, con tên là Phạm Thị Huệ, con là người ngoại đạo, con ở Hải Phòng. Con bị bệnh suy tim và rất là hay bị cấp cứu. Thế con đến tháng đúng hôm cấp cứu từ hôm mùng 7 tháng à mùng 5 Tết ấy, thì đến lúc gì là đến 15 con mới được về. Thì con về là có cái anh bác ở người bên công giáo, bác ấy cho con mượn cái bài. Thế là con nghe thì con cầm về, thì chồng con bảo là thế là bà này bà cầm cái gì ở đâu về này. Thế con bảo là con lấy đài về để con nghe. Thế mà con cũng bị mất ngủ 4 năm mà con bị bệnh đúng 4 năm nay. Thế đến lúc mà con nghe đài sau đêm đấy con ngủ, say, giấc ngủ sâu. Còn thường thường một ngày con chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi. Thế đến lúc mà con nó suy tim thì cái bóng tim to này, vừa rồi nó bị nhồi máu thận. Con đã nằm ở phòng cấp cứu đúng 10 ngày. Thế đến lúc mà con về là con gặp được bác đấy là ở bên công giáo đấy. Thế là bác đấy là tên là Nhường. Thì vừa rồi bác ấy cũng vào đây. Thế đến lúc mà con mới bảo thế mà đi mà không cho em đi mấy. Thế dù xa ở đâu em cũng đi. Chứ bởi vì con lên Hà Nội mất nhiều tiền lắm rồi. Cầm cả 100 triệu lên để mổ thay. Nhưng không thay được bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ. Là tất cả vào hội chuẩn cho con vì tim của con mạch rất là yếu, chỉ có 5-3 nhịp thôi. Thế đến lúc mà con đọc lòng thương xót con từ hôm còn có đài nhé, con ngủ ngon mà cứ chiều 3 giờ là con đọc lòng thương xót của Chúa. Mà con là người ngoại đạo mà nhà con thì gần chùa, gần đền. Thế rất nhiều công việc là con cứ phải lo bên đền, bên chùa. Thế nhưng mà đến bây giờ thì con rất tín thác vào Chúa. Thế hôm con bắt đầu con lên máy bay ấy, tìm con đập nhanh lắm. Con bảo không biết con có được lên máy bay không còn ấy. Con lại Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Chúa sẽ con cho con trái tim thật lành mạnh để con vào với Chúa, để con làm chứng cho Chúa. Thế đến lúc mà con đi là ngày ở nhà hôm qua con vào mới được 3 hôm rồi. Thế mà con đi chỉ có một mình thôi ạ. Thế mà chồng con gọi điện về thì chồng con bị xơ gan cổ trướng mà vẫn còn uống rượu. Thế con không khuyên không được, nhưng mà giờ từ hôm nghe cái đài thì uống ít rồi. Thế cho con bố thôi, cứ đi con vào đây để con cầu nguyện lòng thương xót Chúa để cho nhà con, chồng con đỡ bệnh. Và hai đứa con của con thì chưa lập gia đình. Con thì năm nay con năm 2 tuổi nhưng mà con cũng là hiếm muộn. Thế cho nên là con trai của con năm nay một cháu là 25 tuổi, đi bộ đội về rồi nhưng mà vẫn còn lao vào con đường cờ bạc. Còn con gái thì cháu không vào các công ty được bởi vì này là mồ hôi chân, mồ hôi tay, nên là không làm được cái việc gì cả, chỉ có ngồi bán thôi. Thế là con rất là khổ tâm, nên là con mới quyết tâm để con vào lòng thương xót Chúa để con xin. Con cũng chỉ bảo là con khổ tâm và con quyết tâm, hay là con khổ tâm vì chồng thì sơ gan cổ trướng và rượu chè, bây giờ đỡ được rượu. Thằng con trai thì đi bộ đội về cờ bạc rượu chè đủ thứ. Cô con gái thì bị bệnh mồ hôi chân mồ hôi tay, không làm công ty được. Chị thì bệnh tim và bị mất ngủ, mà bây giờ 4 năm mất ngủ, bây giờ đã ngủ lại được. Và bệnh tim bây giờ đã khỏi và đi máy bay được. Và ông chồng đã đỡ được rượu chè. Chỉ có cái quyết tâm, dù khổ tâm nhưng mà vẫn phải mạnh lên, quyết tâm dây cao quạt lên. Dù khổ tâm nhưng mà vẫn phải, dù khổ tâm nhưng mà vẫn phải. Còn con? Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm cha. Dạ con là mắt tao hình Nhật Tiên, năm nay con 30 tuổi. Con ở sau bệnh viện Việt Pháp, quận 7. Dạ con ở nhà. Rồi con được tên gì của Chúa mới nhất kể cho mọi người nghe? Dạ con là ơn mới nhất là Chúa Thánh Thần hoạt động trong người con. Con rất là khỏe. Con là hiện đang bị bệnh ung thư giai đoạn 2 di căn. Và ung thư tuyến mang tai, tuyến nước bọt, di căn hạch. Bác sĩ hẹn con là Chủ nhật vừa rồi là mổ. Nhưng mà bác sĩ nói là đợt này mổ diện rộng, tại con mổ một lần rồi. Bác sĩ hẹn con là đợt này mổ diện rộng, là mổ từ tai này qua tai này, xong rồi rạch xuống này một đường nữa.
thì khả năng là con sẽ bị liệt mặt, sau đó con phải xạ 35 đến 40 tia xạ. Thì con nghe bác sĩ nói xong con vẫn tinh thần, con vẫn tin tưởng Chúa. Nhưng mà bước lên xe taxi đi về thì con thấy lo, con khóc rất nhiều. Con mới gọi điện cho anh con, gọi điện cho mẹ con, gọi điện cho chồng con. Bây giờ con kêu là không biết như thế nào, nên mổ hay là không nên mổ. Mà gia đình con cũng không ai dám quyết định. Mẹ con kêu nếu như mổ hết thì không sao, mà không hết thì tự nhiên nằm đó không làm được gì, lại không có đi đâu được hết. Xong rồi con mới bình tĩnh lại, con mới đọc kinh, con mới nói là bây giờ là mình tin tưởng thì mình không có nên lo lắng, tại vì lo lắng là mình không tin tưởng. Thế là con tin tưởng tuyệt đối, con đọc kinh hàng ngày, cứ giờ 3 giờ chiều con đi xuống đây cha, xong con cùng cộng đoàn đọc kinh. Xong là con mới về, con mới nói với mẹ bây giờ thôi con quyết định rồi, bây giờ là con hẹn bác sĩ là đi mổ, thì khi nào bác sĩ nói con mổ là con mổ. Cái bắt đầu lên bác sĩ cho con làm xét nghiệm, là sáng thứ ba bác sĩ cho con làm xét nghiệm, xong rồi là để là chủ nhật mổ. Cái xong cái con mới nói với bác sĩ là bây giờ con, tại vì con muốn kéo dài thời gian, con muốn kêu là bây giờ là con chưa gom đủ tiền, nào con linh gom đủ tiền là con linh gặp bác, và khoảng thứ năm con linh gặp bác là chủ nhật mổ. Cái bác kêu vậy thôi, nếu con hoàn cảnh con khó khăn quá thì để bác cho con xem xét cái hoàn cảnh con khó khăn cỡ nào thì bác sẽ giúp đỡ con, nhưng mà thật ra con không có khó khăn. Xong rồi bác kêu vậy thứ hai thứ nhật mổ kiện ở đầu thứ hai lên gặp bác là bác sẽ cho con vô bệnh viện ông bố mổ. Thì có một cái biến cố rất là trùng hợp với lời cầu nguyện của con nói là hàng tối con nói là Chúa ơi, nếu như mà bây giờ con tiếng hát vào lòng thương xót của Chúa, thật sự Chúa muốn con mổ thì con sẽ mổ, con sẽ chịu những cái đau đớn thể xác lẫn tinh thần, con sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng mà nếu Chúa không cho con mổ, Chúa sẽ làm một cái dấu gì đó để cho con ngưng lại việc mổ. Đến hôm thứ bảy, bây giờ con vẫn nổi da gà, một chị bạn gọi điện cho con nói là ôi Tiên ơi, bác sĩ chết rồi. Ai chết? Dạ bác sĩ chữa trị cho tụi con, bác sĩ chuẩn bị mổ cho con là phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Thiệt, là giỏi nhất bệnh viện ông bướu về chuyên về ung thư răng hàm đầu hàm mặt. Con nghe mà con không tin nổi luôn, con kêu con mới vừa đi khám bác cách đây mấy ngày, bác không gọi điện cho con không tin nổi. Con mới gọi điện thoại lên một bác sĩ khác, con xác minh là bác đã chết thiệt. Bác do là chơi thể thao, tranh giải, cố gắng hết sức nên bị đột quỵ và chết tại chỗ. Xong rồi bây giờ mọi người hỏi con như thế nào, con biết bây giờ con cũng không biết, bây giờ con cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện mà tính hát. Nhưng mà thật sự bây giờ con cảm thấy rất là khỏe, mỗi lần con đến với Chúa con rất là khỏe. Từ những người bị ung thư giai đoạn như con rất là đau, nhưng mà con không có thấy đau mà con thấy khỏe lắm. Hallelujah! Hallelujah! Đây, cha gửi cho con cái cuốn sách Tâm Tư Lòng Nhân Hậu của cha. Có máy chưa con? Rồi, cầm cuốn sách về nha. Đây, gửi tặng cho chị, có máy chưa? Chưa ạ, con còn mấy, con hôm nay con mua một chiếc, nhưng mà bởi vì con thấy với chồng con ở nhà ấy, mỗi người muốn đi vào đây. Rồi, tôi tặng cho chị cái máy, ý là tặng cho chị cái máy, để tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng nha. Rồi, đây là tặng cho Tiên cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, xin mời ông. Chúng ta